Hello, xin chào tất cả các bạn. Thì ngày hôm nay mình lại tiếp tục chia sẻ cho mọi người về một cái app chỉnh sửa video hình ảnh khá là. Hello, xin chào tất cả các bạn. Thì ngày hôm nay mình chia sẻ cho mọi người về một app chỉnh sửa hình ảnh khá là tuyệt vời nha các bạn. Mà mình có thể ghép chồng này. Đây chính là giao diện của nó này. Bây giờ mình sẽ kiếm một cái hình ảnh ha. Đây mình khá là nhiều hình, hôm nay là lấy đỡ hình Huawei đi ha. Rồi cho anh Huawei lão đại lên sóng này. Thì đây đầu tiên là gì, mình sẽ có cái kiểu này đấy đó, chỉnh tông màu đúng không, nhiều tông màu quá các bạn ạ. Đấy tối có rồi thì mình lấy đỡ một cái tông màu đi ha, tông màu gì đó smooth đây, tông màu khá ngon. Rồi tiếp theo này, ở đây trong thanh công cụ này, ở đây anh em có thể là chi phối cảnh này, ví dụ như là cái hình này đúng không, cho nó cao lên đường này hoặc là gầy xuống này đó, giãn sang bên này thiên về mình xíu này, hay là thiên về anh Huawei này đúng không. Đấy ví dụ như bên này mình sẽ thiên về mình được này đó, chữa sửa sao cho nó khéo ha. Tiếp theo là gì, mình sẽ tô sáng huyền ảo thêm này, có thể là đó như phim hoạt hình luôn ha, đậm chất ha. Đó tùy mình có thể tăng độ sáng bằng cách là di cái màn hình này, thế kéo lên cho nó vừa phải hợp lý này đó, 49 ok. Tiếp theo là phần cắt này, ví dụ như là mình có thể cắt nhỏ lại xíu này, tỷ lệ nó chia tỷ lệ khá là tuyệt vời. Bên cạnh đó là mình có thể lật xoay mở rộng này, chỉnh sửa phông nền làm mờ này, ảnh này, phơi sáng kép này. Phơi sáng kép là như thế nào, tức là một cái hình ảnh này mình sẽ lồng thêm một cái hình ảnh nữa nha. Ví dụ như mình sẽ lồng một cái hình ảnh báo đen đi. Đấy, mình có thể lồng mờ nó này, báo đen ở phía trước này thấy không. Đó, tùy mọi người có thể ghép nó nhỏ lại hay là lên, thậm chí là gì, báo đen này đúng không, to như thế này. Mình có thể cho mờ cái hình báo đen này thấy không. Đấy, rõ nhất cái hình báo đen. Đấy, tùy anh em ha. Đây là một cái app khá là tuyệt vời ha. Đó, mình có thể lồng hai bức hình lại với nhau. Đấy, mình có thể làm tối, làm mờ, mờ báo đen lấp phủ cũng được này. Đó, mọi người có thể chỉnh sửa hình ảnh cho nó chuyên nghiệp hơn ha. Rất là nhiều hình. Ví dụ như là mình sẽ làm xóa hình này luôn đi. Đấy, thì cái công cụ chỉnh sửa hình ảnh này, lập văn bản này, xóa cái hình này. Ví dụ như mình không thích, mình xóa cái hình này được không? Đó, ok. Mình có thể xóa hình xăm của anh Huawei này nha. Và cái ấn chỉnh sửa này, mình sẽ nhấn nhấp từ từ đó, thấy không? Thì mình cũng sẽ xóa được cái hình xăm. Ok, nếu mà anh em mình quẹt đó, mình cũng phải quẹt từ từ ha, cẩn thận chứ không là nó hơi ấy quá. Cái này thì chỉ thành xóa phông chữ thôi, còn nếu mà xóa như thế này thì nó nhìn nó hơi kỳ quá. Ok, thì đó là một số cái kịch tính này. Trời, cái bốc hình ha. Rồi thì đó, cho mọi người thấy được là app ứng dụng là chia sẻ hình ảnh này khá là đẹp này, kiểu bộ phim này thấy không. Ok rồi thì khung luôn này, chân dung này, mịn này, đó, mịn mát này, tùy đó. Đó chính là khái một cái rất là hay của một cái app. Mình đánh giá là rất là nhiều app rồi, thì mình thấy cái app này là mình có thể lồng ghép hình ảnh hai trong một lại với nhau, và nó cũng khá là hay ha, như một cái Photoshop thu nhỏ vậy đó. Rồi thì chúc tất cả các anh em có thể thành công ha. App này là hoàn toàn miễn phí ha, cho nên là mọi người cứ yên tâm. Đây cái hình gốc của mình này đó, mình sẽ ấn cái đây là hình gốc, hình được chỉnh sửa đấy. Rồi thì chúc anh em thành công với app chỉnh sửa hình ảnh. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Mọi người nhớ đăng ký kênh để có được những video mới nhất nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều.